cái này đều không anh em. Đây, cái này giả lập báo xăng, giá trị điện áp các bạn thấy không? Ok chưa nào? Đấy. Ok nhá. Đây, bước xăng hết này. Anh em xem nhá, giá trị cả tất cả loại giá trị điện áp, tất cả cảm biến trên xe các bạn chỉ cần giả lập nó là xong. Đây giả lập báo xăng, nếu một ngày nào đấy khách hàng bị lại bị đồng hồ không báo xăng hoặc là báo sai vặt khi sang đây. Đây. Lên xăng tiếp tục. Anh em không? Cái này đặc biệt nhiều anh em không có tay nghề các bạn có thể dùng cái này. Đấy, để kiểm tra đồng hồ báo xăng có bị chập chờn hư hoặc là đứt dây hay là hư báo xăng hay là hư phao xăng gì không. Rất đơn giản. Và giả lập tất cả giá trị điện áp từ con xe FI đời cũ cho tới đời mới nhất hiện nay nha anh em. Đấy, ok chưa? Lên từ từ này. Vẫn cho lên tới F luôn này. Đầy xăng này, anh em chờ chút. Đấy, ok nha. Đấy, Tuấn nghĩ ra nhiều mặt để là phục vụ cho anh em lắm. Giá thì hạt rẻ, tiếp tục vặn xuống chút xíu này. Đấy, cái này giá trị điện áp, bên này là bơm xăng thì Tuấn đưa ra hai đầu nhá. Một đầu đây có tín hiệu điện áp. Và cái này, để anh em kiểm tra xăng. Tiếp tục mình Tuấn đưa xăng xuống từ từ đây. Đấy, cái này thì anh em đơn giản quá trời, nếu mà làm cái này ok báo khách hàng hư, báo xăng, đấy. Hay cho xin cái comment bên dưới đi. Hạ xuống này, đấy. Giá trị điện trở tăng cao thì đương nhiên phao báo xăng sẽ hạ, đó là quy luật. Giá điện trở càng nhỏ thì đương nhiên báo xăng sẽ lên. Đấy anh em thấy không? Thì Tuấn sẽ làm hai bulin cho anh em tăng chỉnh như này. Đây, một cái này là nguồn đưa vào. Bên này anh em giả lập tất cả giá trị điện áp, bên này anh em giả lập báo xăng. Và sau này thì Tuấn sẽ làm một cái nữa để anh em giả lập km của cái loại này này. Ok. Bấm một cái là km có thể nó lên. Ok, để anh em bị kiểm tra rằng đứt dây hay hư đồng hồ báo khách hàng nhá. Anh em chờ clip sau. Đấy, xăng. Thì Tuấn báo mức xăng ở vừa vừa. Đây. Kiểm tra đồng hồ rất dễ, các bạn không cần phải mở đồng hồ ra làm gì hết, đúng không? Đấy, cần gì đâu phải đo dây, nhiều anh em bung ra cả đo cả chở ở trong này, nó mất công lắm nha. Nếu mình giả lập là ô không ok, đo thông mặt từ điểm mình giả lập lên chân đồng hồ, thông mặt nữa thì lúc đấy mình khui đồng hồ ra, mình làm chở bên trong này, ok. Đấy. Rất dễ. Nha, đấy, ok chưa nào? Cái này rất dễ, nhiều anh em không cần có tay nghề. Cái quan trọng là các bạn thuộc màu dây ở đây. Tuấn tắt khóa điện đi. Thuộc màu dây ở đây. Tất cả xe FI các bạn cứ loại trừ ra một cặp trái cặp phải, đúng không? Đấy, nhìn quay đầu rắc lên trên này. Bên trái là báo xăng, bên phải là bơm xăng. Đấy. Mất cái nào các bạn giả lập thoải mái. Quá dễ. Rất dễ cho anh em luôn. Này. Đúng không? Đấy, các bạn chỉ cần như thế này thì Tuấn sẽ cho xăng nó giảm xuống theo ý mình. Đấy à. Ok chưa nào? Và cái bộ giả lập của Tiền Tuấn làm tất cả những dòng xe đời mới luôn, không riêng gì những dòng xe đời cũ A-Black này nha. Tiền Tuấn giả lập tất cả giá trị SH cho tới Valeo Clip SH đời mới nhất, giả lập tất cả, không quan trọng là xe đời cũ hay đời mới nha. Ok. Tất cả giả lập tất cả tín hiệu. Rồi, điện áp bao nhiêu vôn các bạn tùy theo căn chỉnh, nhưng anh em hiểu được giá trị điện áp trên một hệ thống xe phụ điện tử thì các bạn có thể làm được tất tật. Cái này loại trừ đồng hồ tốt, dây tốt. Cái vấn đề còn lại là anh em báo khách hàng tháo ra, thay cái phao xăng, hoặc nhẹ anh em sửa lại, nặng thay cái phao xăng là kết thúc. Đấy, bởi vì mình giả lập nó quá thành công. Ok chưa? E báo hết. Tiền Tuấn tiếp tục giảm giá trị điện áp để cho xăng báo tiếp tục xăng lên.
Hay cho xin comment bên dưới cả nhà ơi. Còn anh em nào mua inbox nhá, giá hạt rẻ thôi. Cái này thì Toán làm. Đang cái mùa dịch virus Corona này thì Toán làm thôi. Còn lúc mà đông thì làm không được. Đấy anh em không, đúc keo đổ ok, các bạn xài trọn đời không hư nhá. Ok. Ok. Và tiếp tục bây giờ tính toán sẽ giả lập trên hệ thống xe điện tử cho anh em thấy luôn. Chứ nhiều lúc anh em thấy cái này là xe chưa phải điện tử. Tiếp tục. Mô hình thì cũng tương tác trên xe. Rồi thì toán sẽ cấp nguồn cho nó để cho nó giả lập nha. Ok, cấp nguồn giùm em đi. Tiếp tục thì toán sẽ giả lập cho anh em. Đây. Cái này xe đang báo nhấp nháy. Toán làm lại cái bảng mà lỗi cái lái cho nó khỏi nháy. Rồi ok. Đây. Cái này là hệ thống trên xe điện tử nha anh em. Rồi mặt cảm ứng đồng hồ điện tử. Rồi. Cái này thì đương nhiên đang có vấn đề. Nếu khách hàng mang vào một con xe đang bị nhảy này, bị vấn đề này, thì anh em không biết là kiểm tra bằng đồng hồ hay đứt dây hay là hư báo xăng, thì Toán sẽ hướng dẫn anh em tận tình luôn. Đặc biệt những anh em nào chưa va chạm về lĩnh vực điện tử thì các bạn có thể dùng bộ này để các bạn khắc phục trên một xe lỡ may báo xăng bị trục trặc khi khách hàng mang vào. Thì anh em cứ inbox cho Đình Tuấn. Tiếp tục thì Tuấn sẽ giả lập nhá. Rồi Tuấn sẽ giả lập. Anh đưa em bộ cái dây màu này, chân số 2 nhá. Chân số 2. Xoay nó lại, sắn nó lại. Anh sắn được, em sắn. Rồi anh em chờ trong giây lát, Đình Tuấn sẽ giả lập cho anh em. Hay cho xin cái comment bên dưới để ủng hộ tương tác cho Đình Tuấn nha, để có năng lực tiếp tục làm sản phẩm cho anh em giá hạt rẻ. Rồi ok. Mắt yếu thế nhở. Rồi cắm sâu vào một chút xíu rồi ok anh. Mắt em thấy yếu rồi. Alo. Dạ. Gia điện lực hay chỗ cái xăng dầu ăn nhơn anh. Cái xăng dầu ăn nhơn ấy. Dạ. Rồi Đình Tuấn chỉ có 5 phút nữa để giới thiệu cho anh em. Đây ok cho nào. Đấy. Nếu giả lập thành công thì đương nhiên xăng sẽ báo khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6 mức. Đình Tuấn sẽ tăng giá trị khi báo xăng ok. Rồi tắt khóa điện, bật lên lại. Rồi xăng báo đầy ok. Và chứng tỏ đồng hồ của mình quá tốt luôn. Và cái hệ thống đường dây của xe này hoạt động quá hoàn hảo, quá ok. Vấn đề còn lại tiếp tục dò báo xăng. Toán sẽ tắt và sẽ dùng giả lập cỡ khoảng rồi nửa vặt chẳng hạn. Rồi ok. Toán tiếp tục sẽ hạ xuống thêm một vặt nữa. Cái này 1, 2, 3, 4 tương tác 5 chấm. Rồi Toán bật khóa điện lên. Ok, xăng sẽ báo hết. Và chứng tỏ quá ok và quá đạt nha anh em. Quá tốt luôn. Rồi, xăng báo một vạt. Chứng tỏ đồng hồ này quá ok. Đấy, thì Tuấn sẽ test cho tất cả anh em. Trên một thiết bị quá trời đơn giản. Bỏ số tiền ra uống ly cà phê cũng hết. Lấy cái này về nhà anh em xài nhá. Tương tác anh em comment bên dưới. Các bạn nào cần inbox, Toán làm đủ các loại mặt, đủ loại trò chơi. Thứ nhất để đáp ứng cho Đình Toán. Cái thứ hai phục vụ cho những anh em nào cần thiết. Mới những món đồ trị giá cực rẻ, hạt rẻ, nhưng mang lại những vấn đề kiểm tra đo kiểm, giá trị, giả lập, điện áp, đồng hồ. Sau này thì Toán sẽ làm thêm một cái cảm biến VS đồng hồ tốc độ để cho anh em chơi. Quá rẻ luôn. Nhiều lúc một con xe mang vào như hệ thống phun xăng điện tử đề từ, được trang bị đồng hồ đèn led thông minh, mặt cảm ứng thế này thì nháy thì các bạn không biết từ đâu. Thứ nhất anh em hồi giờ chưa biết sửa đồng hồ. Cái thứ hai anh em không có cái để anh em giả lập. Thì anh em chỉ dùng như vậy là ok. Anh em phân tích ra ở đồng hồ này kết quả còn rất ok. Và hệ thống dây hoạt động rất trơn tru. Vấn đề còn lại là bị bơm xăng. Nếu anh em chỉ cần giả lập như này, đồng hồ vướng còn lung tung, thì kiểm tra đứt dây hoặc hư đồng hồ.
Đồng hồ các bạn, nếu am hiểu về đồng hồ, các bạn có thể mở ra để sửa những đồng hồ. Ok, ok. Em không có gì ăn hơi, ok. Nha. Bữa giờ thì Tuấn làm liên tục, không có đủ ship cho anh em được. Tóc tai các bạn thấy không, rườm rà luôn. Ok, nha. Bộ giả lập đầu tiên đây thì Tuấn sẽ gửi cho mọi người anh em. Đặc biệt ngày hôm qua anh em đặt. Sáng giờ thì Tuấn làm từ sáng giờ mới bắt cái mặt đèn của Winner X mới xong. Ok. Đấy, tiếp tục. Rất tốt. Chỉ cần nhiêu đó là anh em đủ rồi. Không cần nhiều. Đồng hồ quá ok. Đấy, báo một phạt là quá tốt rồi. Đồng hồ này quá hoàn hảo. Các bạn không cần phải mang cho thợ để kiểm tra đồng hồ. Đặc biệt nhiều anh em bị cái ban này. Đây, cái ban nháy nháy này. Đấy. Các bạn lại luống cuống, các bạn lại mang anh em thợ sửa đồng hồ, kiểm tra. Ok. Đấy, nó mất thời gian cho anh em. Thứ hai về nhà anh em lại phải lung túng. Rồi. Quá đơn giản. Thế thôi. Làm cái này đủ tiền uống cà phê chơi cho các bạn cho vui. Chẳng có cái gì hết. Nào, đấy. Báo xăng. Anh em về nhà nhớ tin toàn cái sợi dây này. Ok. Còn cái dây màu xanh lạt đây này, cái dây màu xi nhan đấy. Ok, đó là giả lập giá trị tất cả điện áp trên cái dòng xe hệ thống phun xăng điện tử cho tới đời nhà Tống, cho tới đời nhà Minh, cho tới đời tân tiến nhất. Các bạn cũng thể giả lập nó được rất bình thường. Khi trên xe báo lỗi bao nhiêu, chỉ cần gửi một tín hiệu về là ECM. Nếu đồng hồ không còn báo nháy nữa, chứng tỏ rằng chúng ta giả lập thành công. Không cần phải những thiết bị nào đắt tiền trên mạng thị trường, giá chục triệu, vài triệu mới giả lập được nha anh em. Đấy, thế thôi. Ít mưa nữa thì Tuấn sẽ cố gắng làm cái phịch cái km đơn giản nó sẽ đụng tới bao nhiêu, để hiểu rằng cảm biến VS tốc độ này có hư hay không, và đường truyền tín hiệu từ cảm biến VS có ok không nha anh em. Còn cái VS này không hư đâu, cái này khó hư lắm nha, trừ khi nó bị bể thôi. Thì Tuấn làm nghề từ lúc hệ thống để từ ra đến giờ tiếp xúc rất nhiều dòng xe, nhưng con cảm biến VS này chưa bao giờ hư, đặc biệt đứt dây và đồng hồ bị vô nước. Đó là quy tắc. Cái núm này đôi khi nó chắc, mà đôi khi mới ăn sửa xe, rửa xe mới ăn xịt mạnh vào trong này. Cái núm cao su này nó móp lại, nó chỉ cần dỉ vài giọt nước xuống trong này thì đồng hồ cũng sau này lên được. Đó là quy luật. Đấy, ok, đấy. Bộ xe lọc đây là quá đơn giản cho anh em. Bộ đây là gọi đa năng. Tất cả Đình Tuấn cam đoan những cái này về nhà sẽ không bao giờ nguy cơ hại hay là hỏng về tất cả giá trị những con cảm biến hay là IC. Anh em yên tâm đi. Điện toán đã test ở đây và làm rất kỹ, thì anh em không cần phải bận tâm. Cứ về nhà, điện toán đã vẽ vậy rồi, cứ vậy về nhà anh em mình chơi là ok. Đấy, nó rất đơn giản như kiểu anh em mình đang chơi. Bây giờ Điện toán xin phép đi ship cái bộ giả lập này. Điện thoại người ta gọi rồi. Nghe cái xăng dầu anh. Rồi em chạy liền anh ơi. Với anh cái đồng hồ em. Đi ship cho anh em một cái đồng hồ bộ giả lập luôn, ok. Đấy, trên đấy em. Rồi, ok, đúng rồi. Lấy cái bịch ra. Đây, ok chưa. Nó sẽ đi ship luôn cho anh em bây giờ luôn này. Rồi, ngắt live stream. Cho xin bị bóng em ơi. Lấy cái bị bóng. Rồi, tất cả chế độ về không thì Tuấn vẽ đây rất chuẩn. Trên một cái bullin tăng áp các bạn có thể xoay và chỉnh. Pin bóng không? Rồi, về không? Rồi, giờ ra xe. Khắp ra gọi. Rồi, xin chào anh em nhá. Còn khóa học kế tiếp anh em cứ đến tham gia đông đủ thì Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nhiệt tình. Ok. Rồi, xin phép chào cả nhà. Tuấn xin phép đi giao hàng rồi đã. Bye bye nhá.